Hỏi: trước khi con xuất gia tu học, con là người đắc ác, không có việc ác nào chẳng làm. Nay đã xuất gia tu đạo, con đã đọc sách Phật, kinh Phật rất nhiều, đã lấy niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương làm trực chỉ tu hành miên mật. Nay sau mấy buổi ở trường hạ nghe thầy giảng, con đã nhiều lần nhận ra được vấn đề và thấy được bản chất của vũ trụ là như thị. Như vậy, việc tu thiền theo tứ niệm xứ và tứ thiền, thực tập bát chánh đạo sẽ là những con đường giúp cho con có thể xóa được các nghiệp ác trước đây hay không, và sau khi chết có được tự tại hay không. Câu trả lời đó là đạt được mấy chục phần trăm thôi, còn mấy chục phần trăm còn lại đó là phải chuyển nghiệp. Trong tinh tấn đó, chúng ta thấy nó có cái hoạt động chuyển nghiệp là tinh tấn kết thúc cái ác đã có, tinh tấn không để cho cái ác chưa có không được phát sinh, rồi tinh tấn làm điều thiện, tinh tấn phát triển các điều thiện. Thì cái tinh tấn phát triển các điều thiện đó, nó được hiểu trong ngữ cảnh này là gì? Chuyển nghiệp, tức là gieo vào trong đời sống mới này đó những hành động, những nghĩa cử đối lập hoàn toàn với các nghiệp ác đã lỡ tạo trong quá khứ. Nếu làm được như thế thì tiến trình chuyển nghiệp mới thật sự được diễn ra. Còn nếu không làm việc đó thì chúng ta chỉ đạt được 80% của con đường tu thiện thôi, vì những nghiệp cũ đó vẫn còn. Cho nên là cốt lõi tu tập theo đạo Phật đó, thì bát chánh đạo là quan trọng nhất. Chánh niệm và chánh định đó, trong bát chánh đạo đó, nó gồm là minh sát tuệ, bốn pháp quán niệm và 16 quán niệm hơi thở. Để chúng ta tuần tự trải qua thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Do đó bằng cách giữ phong độ tu tập này đó, thì chúng ta sẽ kết thúc được các nghiệp ác, sống an lạc và tự tại ngay bây giờ. Dĩ nhiên sau khi chết ta vẫn có được kết quả tương tự. Nếu chưa chứng đắc dự lưu thì chúng ta cũng đang hướng tới con đường bất thối chuyển. Đừng sợ là không sanh Tây phương thì sanh về đâu. Cái nỗi sợ hãi và lo lắng đó đã làm cho chúng ta tiếp tục an ủi về một cảnh giới mà theo bài kinh thứ 18 này là không có thật. Tuy nhiên triết lý về Tây phương tịnh độ vẫn có giá trị, giống như chúng tôi đã phân tích ở câu hỏi trước đây. Do đó khi chúng ta ghi nhận Tây phương cực lạc không có thật theo Đức Phật nguyên chất, chúng ta không bỏ hết các giá trị của pháp môn tịnh độ, đặc biệt là tu theo căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, chúng ta bắt loạn lớn. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau, đừng ngộ nhận. Trên thế giới hiện nay đó có khoảng 60% tăng sĩ và Phật tử không theo tịnh độ tông, không tin tịnh độ tông, không tin Đức Phật A Di Đà và các đức Phật tôn giáo. Họ chỉ tin một Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi. Trong chánh điện họ chỉ thờ một Đức Phật Thích Ca lịch sử, họ vẫn được an lạc. Trong quá khứ nhiều vị đã chứng thánh A La Hán và làm được rất nhiều các Phật sự, mở mà Phật giáo, và Phật giáo có mặt ở các nước Nam Tông không bị thịnh suy như Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên. Đó là điều mà chúng tôi rất muốn cho Tôn Đức suy nghĩ thật kỹ, tại sao nó như thế. Đại thừa cùng một số phận, khi thì cực thịnh, khi thì mất gốc khỏi lịch sử. Tính gián đoạn của Đại thừa là có thật trong lịch sử. Tại Ấn Độ chúng ta thấy các bang dọc theo dãy Mã Lập Sơn đã từng là cơ sở của Phật giáo Đại thừa, bao gồm Nagaland, Manipur, Assam, nay đã trở thành là căn cứ mới của Tinh Lập. Còn cái khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, tức là Kashmir,
là cơ sở mà rất nhiều các vị Bồ Tát lịch sử Đại Thừa xuất hiện, nay là trung tâm của Hồi giáo quan trọng nhất của hai nước này. Chúng ta không thể thấy những tình trạng tương tự diễn ra đối với các nước theo Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền có mặt ở nước nào rồi, các tôn giáo khác khó có thể bám rễ được. Chúng ta có tự hào mình là Đại Thừa, nhưng chúng ta bị mất gốc. 34 ngày xưa đã từng có hoạt động của Phật giáo Đại Thừa. Thái tử An Thế Cao là người ăn tức, tức là 34, bỏ ngôi đi tu theo Đức Phật. Afghanistan trước đây là cơ sở của Phật giáo Đại Thừa, nay trở thành là cơ sở của Hồi giáo cực đoan. Đại Thừa chúng ta bị mất dần trong lịch sử và bị thay thế bởi các tôn giáo khác. Bởi vì các Đại Thừa tông cao cấp như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông thì lại không có chỗ đứng ở trong quần chúng vì nó quá cao với trình độ của quần chúng. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông đượm nhùm quá nhiều các yếu tố mê tín thì chiếm đại đa số, cho nên đó, quần chúng hiểu đạo Phật một cách rất là lơ tơ mơ, cho nên là khi bị khuyến dụ cưỡng đạo là người ta bỏ đạo Phật đi theo các tôn giáo khác liền. Các Phật tử của các nước Nam Tông không rơi vào tình trạng tương tự này. Do đó chúng tôi nhiều lần đề nghị để truyền bá đạo Phật cho quần chúng Phật tử, chúng ta chỉ cần truyền bá nhân bản thôi, tức là nhân thừa và thiên thừa, tức là nhu cầu thực phẩm hàng ngày, hạnh phúc hàng ngày của người tại gia, và phải lấy cái hành tinh này làm nền tảng, đất nước này làm nền tảng. Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo giống nhau, cũng giống như Bà La Môn giáo và Nho giáo là chấp nhận có một thiên quốc. Công giáo là đi cực đoan nhất trong các tôn giáo này, thiên quốc là quan trọng nhất, còn đất nước mà mình là một công dân á chỉ là phụ thuộc thôi. Cho nên trong quá trình truyền đạo thỉnh thoảng có nhiều giáo sĩ và tín đồ công giáo là bán nước, cộng rắn cắn gà nhà, việc đó xảy ra khắp nơi trên các châu lục trong quá trình thực dân hóa và xâm lược hóa của phương Tây. Bởi vì thiên quốc á mới là nơi mà họ quan tâm hướng về. Còn Tây Phương Cực Lạc đó, nó đi một cái theo hình mô hình giống như là thiên quốc vậy. Người ta bỏ rơi cái địa cầu này, bỏ rơi cái cuộc sống hiện thực này, mà vốn nó trái ngược 100% với lời Phật dạy. Đang nghe Đức Phật dạy là giác ngộ ngay cuộc đời này giống như là hoa sen trong bùn nhơ nước đậm. Cho nên chúng ta nên nhớ những điều đó để chúng ta cùng suy nghĩ. Còn việc lựa chọn là cái quyền tự do của chư tôn đức thôi. Nhưng nhớ là đừng hiểu lầm chúng tôi không đảo phá Tịnh Độ Tông. Chúng tôi chỉ muốn trình bày một Tịnh Độ Tông đúng với kinh A Di Đà, rất năng động và tích cực, vốn vượt lên trên rất xa cái Tịnh Độ Tông tính hành quyền của Trung Quốc. Nếu ai đó nghiện Tịnh Độ Tông và không thấy rằng là việc quay về với đạo Phật gốc là có thể làm được, thì ít ra phải làm được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn mà nhất tâm bất loạn. Đó là một tịnh độ cao cấp có giá trị.